Đây mình view cho các bạn xem nha. Hôm nay là đầu đầu Tết Nguyên Đán. Hôm nay là ngày 20, mình sẽ view cho các bạn. Đây là con suối. Con suối một dòng, suối này là được chảy ra đầu thác Giang Điền. Nằm tại vị trí ấp 2 xã An Viễn. Ở dưới đây có cá nha các anh chị. Con suối này róc rách và mình sẽ quay review cho các anh chị xem. Đây là một khu biệt thự nhà vườn kiểu mẫu theo đương đại của thách cấp đô thị của châu Âu. Thì chúng ta cũng nên biết rồi đấy, thì nhu cầu cuộc sống bây giờ thì ai ai cũng bôn ba vất vả với lo công việc để kiếm tiền. Khi có tiền rồi thì chúng ta lại nghĩ về một cái điều mới, đó là muốn nghỉ ngơi, không khí xanh, trong lành. Và có những bữa dịp sẽ gặp gỡ những người thân để sau một ngày làm việc sẽ có một cái không gian riêng dành cho tất cả anh em về nghỉ ngơi, để dành cho một ngày mới thứ hai ta làm việc. Đây, đây là cây mận đã có trái rồi. Anh chị nhìn thấy không? Bản gốc cây mận này là đất ở đây. Ngày xưa nó là vườn trái cây nha các anh chị. Vườn chôm chôm và vườn sầu riêng. Và người chủ đó đi nước ngoài đã bàn giao bán lại cho một chủ đầu tư mới. Sau đó thì chủ đầu tư mới này với canh tác đã làm theo ý tưởng là biệt thự nhà vườn. Biệt thự nhà vườn là theo xu hướng của một người đó là rất là trẻ, cũng doanh nghiệp trẻ, thì được đi ra nước ngoài cũng rất nhiều lần. Và họ đã mang cái nhu cầu cái nghỉ dưỡng và những người có điều kiện xu hướng đến cuộc sống mới. Thì họ có mang cái ý tưởng này về làm theo phong cách của người Nhật. Thì mình cũng rất là hãnh diện là có những cái khu biệt thự nhà vườn này để mình quay cho tất cả mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, cũng như các người anh chị em ở bên Mỹ, Việt Kiều đã xa quê. Thì nhu cầu bây giờ thì các ngành du lịch, nghỉ dưỡng nông nghiệp thì như bên châu Âu thì đã có cái quy hoạch, cái quy mô. Thì ở Việt Nam chúng ta thì nay mới có những cái môi trường xanh như thế này. Ngày trước thì có những dự án lớn thì nằm ven sông, những view bình nhà phố ven sông. Thì nay thì có những ngôi biệt thự nhà vườn. Thì ở đây là mình muốn giới thiệu với các bạn, đây là khu vực đất, là bán đất. Mỗi diện tích đất là 1.000 m², sổ sách đã đầy đủ. Và chỉ có ra công chứng sau 30 ngày là sẽ có sổ sang tên nha các anh chị nha. Còn thuế má là bên tất cả những giao dịch là chủ đất là phải chịu tiền thuế, đóng thuế cho nhà nước và ra sổ sang tên cho khách hàng. Và đây là các bạn biết cây gì đây không? Cây này rất là lớn, cây này đã có khoảng 100 năm rồi. Đó là cây sung. Cây sung nha các bạn. Đây. Cây sung đó, cây sung mà mình ăn gỏi đó. Ăn sống đó các anh chị. Và con suối này thì con suối rất là trong xanh. Các anh chị nhìn thấy không ạ? Chúng ta có thể buổi trưa xuống đây nghỉ mát và ngắm cảnh, chúng ta có thể tắm và làm theo phong cách của mình là có những cái vòi nước. Khi lên bờ chúng ta sẽ tắm nước nước giếng. Sau một ngày làm việc, chúng ta nếu mà có điều kiện thì nên đầu tư những cái dự án như thế này. Thứ nhất là cái vị trí rất là đắc địa, ở cách sân bay Long Thành là 5 km, cách New Century 5 km, cách đường 769 5 km. Từ đây mà chúng ta sẽ đi ra đường quốc lộ 1A là 10 km, và ra quốc lộ 51, đường kết nối đường vào sân bay Long Thành là 10 km, ra ngã ba Thái Lan đó nha các anh chị. Hôm nay là trời rất là mát. Mình có một vị khách ở bên Hồ Nai cũng qua đây để xem. Anh cũng có nhu cầu để mua nghỉ dưỡng. Anh cũng đã lớn tuổi nhưng cũng thích khu này. Với khu biệt thự nhà vườn như thế này thì các bạn nhìn thì với buổi chiều hoặc buổi trưa thì chúng ta đến đây sẽ thấy một cái không khí rất là trong lành. Để mình quay cho các bạn xem nha. Ai mà thích ăn nhau bia này, thịt như thịt bò, tái bò này. Đây cây sung này lớn lắm, đẹp chưa? Đó. Mình quay những góc cạnh cho các bạn xem. Đây nha các anh chị. Đó.
có cá thì cá nó vừa búng thôi. Ở phía bên kia tay của mình đang chỉ á, nó vẫn thuộc về đất xã An Viễn, nhưng cách đó 300 m thì có một khu quy hoạch của xã đổi sông Mốt, đó là khu công nghiệp Bầu Xéo mở rộng. Và sau cái miếng đất của mình đi cách đó 500 m thì có một khu trung chuyển vận tải, kho bãi của khu công nghiệp. Tất cả khu công nghiệp Bầu Xéo và khu công nghiệp Giang Điền sẽ tập kết ở đấy. Thì chúng ta cũng nên biết là một điều là cái đường Bắc Sơn thì nó nằm ngay ở vị trí tay mình đang chỉ, là cách đây 3 km. Đi từ vòng xoay 60 m đường Võ Nguyên Giáp kết nối vòng xoay tại phường Tam Phước, ấp Long Đức 2, đường vào khu công nghiệp Giang Điền và kết nối đi qua xã An Viễn, đi về đường 769 kết nối với đường sân bay Long Thành, cửa ngõ của kinh tế. Đây là ngôi nhà sàn đã thiết kế dành cho những anh chị em nào có nhu cầu thích thì sẽ có định hướng cho những người về không gian xanh, thiên nhiên, trở về nơi thiên nhiên khi những bộn bề công việc hiện đại có những lúc cần những không gian thơ mộng, nghỉ ngơi. Thì mình sẽ quay tiếp. Đây là cây khế nha. Đây là nhà vòm để sẵn như vậy. Nếu các anh chị mua thì các anh chị mua ghế đá bỏ đây, hoặc ghế gỗ bằng gỗ gốc cây thì anh chị bỏ đây để tiếp khách vào những buổi chiều tối ăn cơm, hoặc là ngắm trăng sao làm thơ, hoặc là các giới anh chị kiến trúc thì về đây làm việc thì cũng rất là hợp lý. Thì sau đây là bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn đây nha. Mình sẽ ra ngoài cửa ngõ và khu biệt thự nhà vườn. Phía xa của mình kia là đất như vậy, là ngay chỗ có xe lu đang trộn hầu với giá 1.9 tỷ 1.000 m². Còn ở bên này sẽ xây homestay, là khu nghỉ dưỡng sau bờ suối kẹp hông với khu biệt thự nhà vườn, nhà mẫu. Hôm nay mình dành thời gian quay cho các bạn view hết tất cả những khu vực biệt thự nhà vườn đã mua đi bán lại từ lúc ban đầu. Và có một số anh em có điều kiện thì họ cũng không có bán, họ để họ xây nghỉ dưỡng. Và những người ở đây thì cũng rất là dễ thương, rất là người thân thiện. Ngoài công việc có những doanh nghiệp riêng làm ăn kinh tế, sau đó lại có tí tiền lại mua cứ để đây, thì một ngày lúc nào đó thì họ cũng sẽ làm những ngôi nhà nhỏ bé bằng gỗ, nhà sàn. Đây, lô 1.9 tỷ nha các anh chị, đúng một xào, một sàn 1.000 m² đó nha. Còn một xào ở miền Bắc là 360 m², nhưng mà xào ở miền Nam thì là 1.000 m², người ta còn gọi là một công đó, theo nông dân nông nghiệp người ta gọi là một công. Còn phía xa của mình kia đó là những thợ công trình xây dựng đang xây bờ ranh cho những người đang có nhu cầu để xây, để làm ngôi biệt thự. Với vị trí này thì các anh chị có thấy đầu tư được không ạ? Và hãy comment ở phía dưới và nhớ đăng ký kênh BDS Cẩm Mỹ 1, chuyên mua bán ký gửi nhà đất tại huyện Long Thành, huyện Trảng Bom và huyện Cẩm Mỹ. Số điện thoại của mình là 0982 68 7668. Và các anh chị thấy chưa, mình quay cố gắng để làm một cái video trực tiếp, không có cắt xén, không chỉnh sửa, để cho các anh chị biết là video này đang trực tiếp quay trên những cái mảnh đất đang cần bán hoặc là những người đang cần mua. Không thì các anh chị bảo là ồ, BDS này, Cẩm Mỹ này cắt xén rồi lắp ghép vào chân này ông nọ bà kia, cho nên là BDS không muốn cắt một cái đoạn video nào hết và muốn quay thực tế cho các anh chị. Mặc dù là trời nó hơi nắng nha mọi người, nhưng không khí gió rất là mát ở dưới suối thổi lên đó. Vậy thì mình cũng xin cảm ơn các anh chị, các quý khách, các quý khán giả, các bạn
đồng hành với kênh YouTube BDS Cẩm Mỹ 1. Mình xin chân thành cảm ơn, chúc cho tất cả các anh chị trong cuộc sống được mạnh khỏe, vui vẻ, làm ăn tấn tới và thịnh vượng nha các anh chị nha. 6 tỷ xin chân thành cảm ơn và hẹn video kế tiếp. Bye bye.